Thưa quý vị, tiếp theo là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay, cơ quan thống kê Cộng sản tuyên bố GDP của Việt Nam tăng cao, ngân sách thu vượt kỳ vọng. Phần tin chi tiết Thu Hằng gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, theo báo Vietnamnet ngày 30 tháng 6 năm 2021 loan tin, theo dữ kiện của Tổng cơ quan thống kê Cộng sản công bố vào ngày 29 tháng 6, trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt ở mức cao là 5.64%. Đây là mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với cùng thời kỳ năm 2020 là 1.82%. Báo Vietnamnet cho rằng mức tăng này khiến nhiều người ngỡ ngàng trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành. Với mức tăng trưởng này, Việt Nam nằm trong top những nước có tốc độ GDP đứng đầu thế giới. Cùng với GDP thì tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm của nhà cầm quyền là đạt 775.000 tỷ đồng, chiếm 57.7% dự toán cả năm của nhà cầm quyền. Các báo cáo này của nhà cầm quyền khiến dư luận nghi ngờ về độ trung thực, vì dữ kiện của Tổng cơ quan thống kê ngày 29 tháng 6 thông báo, trong 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam có 70.200 công ty tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục phá sản. Hàng triệu lao động bị ảnh hưởng, nhiều người dân rơi vào cảnh túng quẫn bần cùng. Trong một diễn biến khác, bất chấp bối cảnh người dân đang gặp khó khăn về đại dịch, nhà cầm quyền đã cho tăng giá liên tục các mặt hàng kinh doanh độc quyền như giá gas, gas xăng, dầu, khiến cho giá cả nhiều mặt hàng tăng cao. Tin sau đây liên quan về một vụ quân nhân chết trong đơn vị, nhà cầm quyền cắt điện, cắt internet và lập chốt chặn đường. Thưa quý vị, sự việc quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, chết tại trường quân sự quân khu 1, tiểu đoàn 4, đại đội 14, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, đã bị chết trong đơn vị với nhiều vết thương trên cơ thể vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, đang gây chú ý dư luận Việt Nam. Theo các nguồn tin và hình ảnh trên mạng xã hội Facebook, gia đình nhà Đô sau khi bị các bệnh viện từ chối bảo quản thi thể Đô trong nhà xác cho đến khi làm rõ nguyên nhân, thì họ đã mua một chiếc tủ lạnh lớn để tự bảo quản thi thể con mình. Trước làn sóng bất mãn của dư luận, vào ngày 30 tháng 6, nhà cầm quyền địa phương tại thôn Đa Hội, xã Phong Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã cắt internet và cắt điện toàn bộ khu vực thôn Đa Hội. Đồng thời cử công an, an ninh canh gác các ngã đường ở xã Phong Khê. Ngoài ra, theo luật về mai táng thì người dân không được để thi thể quá 7 ngày trong điều kiện được bảo quản. Tính cho đến ngày 1 tháng 7 thì các clip phát trực tiếp trên Facebook cho thấy gia đình đã thực hiện chôn cất thi thể của Đô. Hiện tại thì chưa ai biết được quan điểm của gia đình Đô như thế nào sau khi bị nhà cầm quyền có những hành động gây áp lực mạnh như trên. Còn phía trường quân sự quân khu 1 do ông đại tá Nguyễn Xuân Thìn đại diện thì tuyên bố Đô chết là do tự tử, các vết thương trên cơ thể không phải là ngoại lực. Và ông này cũng đã yêu cầu lực lượng an ninh mạng ráo riết tìm những Facebooker loan tin trên mạng để giải quyết. Cùng lúc đó thì Cộng sản tỉnh Quảng Ngãi bắt ba Facebooker với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ ba công dân địa phương với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật hình sự vì đăng và chia sẻ bài viết chỉ trích chế độ trên Facebook. Dẫn nguồn tin từ Công an Cộng sản tỉnh Quảng Ngãi, báo chí trong nước đưa tin ba người mới bị bắt là ông Bạch Văn Hiền, sinh năm 1987, Phùng Thanh Tuyến, sinh năm 1983 và ông Lê Trung Thu, sinh năm 1980. Cả ba đều trú tại thành phố Quảng Ngãi. Họ đã bị giam 2 tháng để điều tra và đối mặt với án tù có thể lên tới 7 năm nếu bị kết tội. Công an cũng khám xét nơi ở của họ. Tuy nhiên, báo chí không nói chi tiết về việc này. Công an Quảng Ngãi nói cả ba ông đã đăng tải trên Facebook thông tin, tài liệu có nội dung chỉ trích tòa án, công an, quân đội, thanh tra, đài truyền hình trung ương VTV, tuyên giáo và nhiều cá nhân, nhiều lãnh đạo của chế độ. Trong thời gian gần đây, Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ nhiều Facebooker với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ hoặc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự nhằm đối phó với làn sóng chỉ trích chế độ và ban lãnh đạo về nhiều vấn đề của đất nước trong 6 tháng 6. Hai Facebooker Đặng Ngọc Minh và Cao Văn Dũng bị kết án 7 năm tù và 9 năm tù vì đăng
và chia sẻ bài có nội dung chống phá chế độ. Nguồn tin sau đây cho hay Đảng Dân Chủ yêu cầu ông Glenn Youngkin xin lỗi vì sử dụng từ da vàng để nói về người châu Á. Vào ngày hôm qua thứ Tư 30 tháng 6, Đảng Dân Chủ đã yêu cầu ứng cử viên thống đốc Virginia Glenn Youngkin xin lỗi vì đã sử dụng từ da vàng để nói về người châu Á trong một podcast. Trong podcast vào hôm tháng 4 thì ông Youngkin nói rằng ông rất mong được trở thành thống đốc và thực sự làm việc chăm chỉ để giải phóng tiềm năng của tất cả người Virginia, bao gồm người Virginia da đen, da nâu, da trắng và da vàng. Đảng Dân Chủ Virginia yêu cầu ông xin lỗi vì đã sử dụng từ này. Dân biểu tiểu bang Kathy Trần là một người Mỹ gốc Việt nói rằng từ ngữ mà ông Youngkin đã sử dụng là xúc phạm và nguy hiểm. Đảng Cộng hòa Virginia nhanh chóng phản công bằng một video cho thấy những người theo chủ nghĩa tự do nổi bật, nữ tài tử Whoopi Goldberg, thượng nghị sĩ Maisie Hirono, giáo sư xã hội học Georgetown Michael Eric Dyson, giáo sư Harvard Cornel West và nhà hoạt động nhân quyền là Al Sharpton sử dụng từ da vàng và trong một số trường hợp da đỏ trong cùng một ngữ cảnh. Phát ngôn viên của ông Youngkin nói rằng những lời chỉ trích là đạo đức và cố ý hiểu sai ông Youngkin. Da vàng đã được sử dụng như là một từ lóng để mô tả người châu Á và cư dân ở các đảo Thái Bình Dương, nhưng nó cũng xuất hiện trong các tuyên bố của những người ủng hộ một xã hội đa văn hóa. Ông Youngkin đã trải qua 3 năm điều hành The Carlyle Group với tư cách là đồng giám đốc điều hành cùng với ông Ki Song Lee, là một người Mỹ gốc Nam Hàn đã kinh doanh đáng kể ở Trung Cộng. Postcard của nhà báo Andy Ngô bị cấm trên SoundCloud. Vào hôm thứ Hai 28 tháng 6, nhà báo Andy Ngô thông báo rằng SoundCloud đã cấm vĩnh viễn postcard của ông khỏi nền tảng của họ. Ông Andy Ngô, người cũng là chủ biên của The Post Millennial, tiết lộ vào cuối tuần rằng nền tảng âm thanh, âm nhạc SoundCloud cấm postcard của ông vì vi phạm các điều khoản dịch vụ của trang web. Nhà báo này ban đầu cung cấp các thông tin chi tiết về lệnh cấm trên tài khoản Twitter của ông. Dựa trên lời kể của ông Ngô, SoundCloud gửi email tuyên bố rằng podcast Think You Should Know của ông bị xóa vĩnh viễn với lý do vi phạm điều khoản sử dụng và nguyên tắc cộng đồng của SoundCloud. Email cũng giải thích rằng một khi một tài khoản vi phạm các điều khoản này thì tất cả các tài khoản, bài hát và người theo dõi sẽ bị cấm quay lại trên trang web. Họ không cung cấp về một ví dụ chính xác về thời điểm ông Ngô vi phạm các điều khoản này trong podcast của ông. Fox News liên lạc với SoundCloud nhưng họ vẫn chưa phản hồi. Công ty này vẫn chưa công khai thừa nhận việc cấm ông Ngô khỏi nền tảng của họ. Trong một email do ông Andy Ngô cung cấp, SoundCloud cũng bỏ qua cơ hội kháng cáo. Lệnh cấm vĩnh viễn dường như để bảo đảm rằng ông Anh Ngô không thể thách thức quyết định này. Podcast cuối cùng của ông Ngô được công chiếu vào tháng 3 năm 2020 và có sự góp mặt của Imam Todihi thảo luận về sự tương đồng giữa các phần tử Hồi giáo cực đoan bạo lực và các thành viên của Antifa. Các podcast trước đây của ông vẫn có thể được tìm thấy trên YouTube. Nguồn tin sau đây cho hay tội ác kỳ thị đối với người châu Á tăng 107% tại California. Theo nhiều một báo cáo từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang, thì tội ác kỳ thị chống lại người châu Á tăng hơn gấp đôi ở California vào năm 2020, thể hiện rõ nỗi lo sợ của người Mỹ gốc Á về việc bị nhắm mục tiêu trong đại dịch coronavirus. Theo báo cáo được công bố vào hôm thứ Tư, ngày 30 tháng 6, nhìn chung thì các tội ác kỳ thị được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật tăng 31% trong tiểu bang vào năm ngoái, với các cuộc tấn công chống lại người châu Á tăng 107%. Tội ác kỳ thị đối với người da đen, vốn chiếm đa số trong các vụ tấn công, có động cơ chủng tộc vào năm ngoái tăng 88%. Các tội ác chống người Latin tăng 38%. Báo cáo này củng cố các nghiên cứu khác cho thấy là tội phạm kỳ thị gia tăng cả ở California và trên toàn quốc trong những năm gần đây, trong bối cảnh phân cực chính trị ngày càng gia tăng và những căng thẳng của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Từ những vụ hành hung tàn bạo đối với những người cao niên châu Á ở khu phố tàu Oakland và San Francisco đến vụ xả súng chết người nhắm vào 6 phụ nữ châu Á tại các spa ở khu vực Atlanta. Tình trạng bạo lực đối với người châu Á đang trở thành một tâm điểm trong đại dịch, mặc dù động cơ của những kẻ tấn công đôi khi không rõ ràng.
Báo cáo của Bộ Tư pháp tiểu bang đang theo dõi các tội phạm kỳ thị. Các hành vi phạm tội được thúc đẩy ít nhất là một phần bởi các đặc điểm như chủng tộc, giới tính hoặc tôn giáo, được báo cáo cho các cơ quan thực thi pháp luật ở California. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình SVTN. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại để gửi tới quý vị những phóng sự từ cộng đồng. Mời quý vị tiếp tục đón theo dõi.